Chào các bạn, đây là cây dừa vàng hay còn gọi là cây kim ngân hay là cây đông hầu vàng. Một cái loại cây nó rất là dễ sống nha. Nó là một loại cây ưa nắng nè, ánh sáng đủ nè, nhưng mà nó vẫn có thể sống được trong bóng râm. Đó, sống ở đất cằn cỗi cũng được, đất ít dinh dưỡng cũng được, hay là đất có pH kiềm và đất khô. Cho nên cái khả năng chịu hạn của nó rất là tốt, hay là chịu khắc nghiệt của nó rất là tốt. Mà nếu đất nhiều dinh dưỡng, thoát nước tốt á, thì nó sẽ phát triển rất là mạnh. Và cái cây này đâm chồi nảy lộc, nhiều nhánh, nhiều bông ha. Thì đây là một cái loại rất là dễ trồng, xuyên hoa, ít sâu bệnh. Mọi người có thể thấy ở đây là mình trồng trong một cái hộp xốp nhỏ thôi đó, mà nó ra quá trời nhiều luôn. Bông của nó có màu vàng nha các bạn. Các bạn có thấy con ong không? Con ong nó đang lấy mật ở trong cái nhụy đó. Thì hàng ngày có rất là nhiều ong á, nó lấy mật ở những cái cây hoa này. Đó, mọi người thấy con ong dễ thương không? Quay gần cho coi nha. Đó, cây này nó rất là dễ trồng luôn. Các bạn có thể trồng ở hiên nhà cũng được, hay là trồng ngoài sân, hay là trồng ngoài hàng rào đều được hết nha. Giá thành cũng rẻ nữa. Hay.